Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định về pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất, giao khoán đất đối với công ty cổ phần mía đường La Ngà, xã La Ngà, huyện Định Quán. Theo đó, công ty cổ phần mía đường La Ngà được giao quản lý hơn 4.224 hectare đất trên địa bàn để trồng mía, sản xuất đường, làm phân bón, nhưng chỉ có hơn 3.520 hectare đất sử dụng đúng mục đích. Hơn 268 hectare đất đã bố trí làm nhà ở cho gia đình cán bộ, công nhân viên của công ty. Hơn 98 hectare đất chưa sử dụng và hơn 334 hectare đất bị người dân lấn chiếm. Kết luận thanh tra xác định, công ty cổ phần mía đường La Ngà chỉ trực tiếp sử dụng một phần diện tích đất được giao. Phần lớn diện tích đất nông nghiệp đã thực hiện giao khoán đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng là trái với quy định trong quản lý sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo đơn vị chức năng chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh xác minh làm rõ những sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại công ty cổ phần mía đường La Ngà.